Kid why mà lại rủ anh uống bia hơi. Ghê liền, bình tĩnh. Chắc bọn nó muốn theo anh em vì on beat như là băng dính. Bật mốt chỉ đó khó thật không thể man tính. Vài thằng cứ tưởng to là phải xăm kín, nhưng mà tao với anh Giang mới là nam chính. Ở trên đời là Biden, ở dưới chân là Nike. Tầng 1 là để nhắc, còn tầng 2 là để hai. Tầng 3 là để cuốn, tầng 4, 5, 6 là để fly. Yeah. Nếu bận quá thì đừng yêu. Nếu như cả một ngày dài, bạn không có nổi 5 phút rảnh rỗi để dành thời gian hỏi han, quan tâm người mang danh là người bạn yêu.